Đang về cái gì đó? Ê, đang vẽ hình trái tim tặng crush. Cái Nào gì? vừa ra coi. Đây. Trời đất ơi, bao nhiêu tuổi rồi còn vẽ Trời. hình trái tim như thế này? Trời. Đây, đi ra, để Quan tôi. trọng là tấm lòng, hiểu không? Đầu tiên là lấy một đoạn xốp nổ này nha, vẽ một cái hình trái tim lên đó. Tiếp tục dùng kéo cắt nó ra nha chưa? Giờ dùng màu nước có sẵn ở nha, rồi tô lên cái mặt mà có xốp nổ á. Thích màu gì thì mình tô màu đó. Mà thôi, tôi quy định luôn là tô màu của 7 sắc cầu vồng để cho nó đẹp. Giờ khúc quan trọng nè, lật ngược cái mặt đã vẽ lại, rồi sau đó in đè nó lên giấy. Dùng tay xoa bóp nhẹ nhàng cho màu nó ra đều là được. Xong rồi, giờ bỏ nó ra nè. Đó, trái tim này nó phải như thế này nè, hiểu chưa? Rồi, đó, được chưa? Trời ơi, quá tuyệt vời luôn. Vẽ thêm cho tôi một cái tặng vợ nữa nha. Mẹo vẽ tranh vô cùng hay ho luôn, thử cùng tôi nhé. Mẹo đầu tiên, bình thường khi vẽ chì lên như thế này rồi nhưng bạn muốn viết chữ lên đó nhưng lại rất khó đúng không? Thì đây là một cách vô cùng hữu ích cho bạn luôn nè. Mình sẽ dùng cái ngòi bút bi hết mực hoặc đầu ngòi chì kim không có ngòi như thế này viết chữ mình muốn lên đó trước. Dùng lực một cách vừa phải nếu không nó sẽ bị rách giấy đó nha. Sau đó mình sẽ đè chì lên, phần chữ tự nhiên sẽ xuất hiện ra ngay thôi. Áp dụng lên tranh thì nó sẽ trông như thế này nè. Mẹo số 2, khi bạn gỡ băng keo giấy ra thường gặp trường hợp làm rách giấy như thế này đúng không? Mẹo ở đây là trước khi dán bạn hãy dán lên quần hoặc áo của mình trước để làm giảm độ dính của băng keo lên giấy. Mẹo nhỏ nữa là khi gỡ băng keo hãy nghiêng một góc như thế này để có thể dễ dàng gỡ băng keo ra mà không lo bị rách giấy nữa nhé. Mẹo số 3, tôi cá là chúng ta đã từng một lần dùng cái cục tẩy xong nó bị dính chì rồi tẩy lên tranh nó bị dơ như thế này đúng không? Mẹo ở đây là hãy tận dụng cái quần lúc nãy bôi phần dơ của đầu tẩy lên chiếc quần đó để đảm bảo sạch như mới luôn. Còn bạn nào không mặc quần thì có thể tẩy nó lên phần quẹt của bao diêm như thế này cũng vô cùng sạch luôn. Rồi, chúc bạn thành công nha. Ta da. Chết tiệt. Ủa, sao vậy? Hả? Ngồi vẽ 7-8 tiếng đồng hồ mà rách mấy nó cái tranh rồi. Trời ơi, vẽ tranh mà không biết gỡ băng keo hả? Thôi thôi, ra để tôi, để tôi. Trước khi dán băng keo lên giấy thì hãy dán trước băng keo lên quần hoặc là áo để giảm độ dính của nó rồi mới dán lên giấy. Lúc đó gỡ ra sẽ rất là dễ dàng luôn đó. Còn nếu mà lỡ dán lên giấy rồi á thì hãy nghiêng băng keo một góc như thế này rồi kéo nhẹ nhàng gỡ ra là không bao giờ sợ bị rách giấy luôn đó nha. Làm thử coi, đúng nhận sai thì cãi cho tôi liền. Trời ơi, hay quá vậy ta. Tôi còn bị một cái nữa. Tẩy nó còn bị lem gì nữa nè. Má giờ sửng sẹo. Rồi, đây, để tôi. Dùng cái quần lúc nãy á, tẩy trước lên quần để làm sạch đầu tẩy rồi mới tẩy lên giấy là được. Còn trong trường hợp lúc đó làm gì mà không mặc quần á, thì có thể dùng phần quẹt lửa của bao diêm rồi tẩy phần dơ lên là bao sạch sẽ luôn á. Đó, làm thử coi, đúng nhận sai cả cho tôi liền. Trời đất ơi, đang cày cày gì cho nổi. Cái màu acrylic nó dính cứng ngắc lên cái khay nè, giờ cày ra để xài tiếp chứ sao. Trời đất ơi, chi cho cực vậy. Đưa đây, tôi hướng dẫn cái mẹo hơi bị hay luôn á. Đầu tiên chuẩn bị một tấm mica hoặc là một tấm nhựa phẳng như thế này nè. Sau đó là dùng băng keo trong dán lên bề mặt của nó, dán cho kín nha. Giờ lấy màu acrylic dùng thoải mái luôn, mà màu để trên băng keo này nó lâu khô hơn nữa. Khi nào mà dùng xong chỉ cần rửa nhẹ nhàng với nước là ra luôn, vì màu rất ít bám trên băng keo. Đơn giản mà hay dữ luôn à. Chà, sạch quá ta, tưởng rửa bằng viêm không á. Trời đất ơi, chứ sao nữa, mà sao để cái bàn vừa bộn quá vậy nè. Trời, dân vẽ như đi cày vậy mà nó phải bừa chứ. Trời ơi, đây, này, xài cái này đi, hơi bị tiện luôn, hơi bị gọn luôn đó. Đây nè, lấy cái túi này nhét hết cây nào dài và cứng vào lỗ. Bên này có một cái túi tháo rời, bỏ thêm mấy cái đồ linh tinh vào, đảm bảo không gãy đầu cọ luôn đó. Thấy tiện không? Khi nào dùng chỉ cần rút ra là quất thôi. Sao á, bớt chị mấy cái mẹo lại chưa? Tịch thích lắm á, còn mấy cái này tịch thu, vút. Sau đây sẽ là một vài mẹo vẽ tranh đơn giản để giúp bạn vẽ tốt hơn. Khi các bạn gỡ băng keo giấy thường mắc trường hợp gỡ luôn phần giấy làm tranh bị rách. Một mẹo nhỏ dành cho các bạn, trước khi dán phần băng keo vào giấy hãy dán trước lên quần, áo hoặc một lớp vải để lớp keo khi gỡ ra không bị qua dính. Một bonus nhỏ, khi gỡ giấy các bạn nên nghiêng phần băng keo một góc như thế này để giảm bớt độ dính của keo. Với mẹo này không bao giờ tranh của bạn sẽ bị rách bởi cái băng keo chết tiệt này đâu. Mẹo số 2, khi dùng màu các bạn gặp trường hợp đầu cọ bị te, như là lao động chính trong gia đình mà lại còn nghèo như mình không có tiền mua cọ mới, thì một mẹo nhỏ dành cho các bạn để làm cây cọ như mới. Đầu tiên hãy rửa cọ dưới vòi nước để cọ ngậm một lượng nước nhất định, rồi sau đó dùng cục xà bông tắm hoặc Lifebuoy hay bất kỳ cục gì tựa tựa như thế này vuốt cây cọ theo chiều kim đồng hồ khoảng 10 vòng đến khi cọ hết bị te, rồi cứ thế mà dùng thôi. Mẹo số 3, khi vẽ các bạn dùng tẩy hay mắc trường hợp còn đầu tẩy bị dính chì đen khi bôi lên giấy, phần chì này sẽ dính vào giấy. Một mẹo nhỏ dành cho các bạn là hãy dùng phần đầu tẩy bôi vào một chiếc quần jean tối màu, chà nhẹ phần dính chì đó lên quần, chắc chắn phần dính chì trên tẩy sẽ không còn xuất hiện nữa. Ây da, giờ vẽ chữ sao cho nó nổi lên ta, không lẽ xài bút xóa. Trời ơi, làm cái gì mà phức tạp quá vậy, lần sau đừng có làm vậy nữa nha, để tôi bày một lần thôi đó. Đầu tiên tìm một cây bút bi hết mực hoặc là một vật nhọn như cây bút chì kim không có ngòi như thế này nè, viết chữ mình muốn lên đó trước.
viết nhẹ thôi chứ không là rách giấy đó nha. Sau đó dùng chì tô lên phần chữ đã viết là tự nhiên cái chữ đó nó xuất hiện luôn. Áp dụng đi tán grade là cũng ra gì đó nha. Còn vẽ tranh thì nó sẽ trông như thế này nè, được phết đó nhờ. Trời ơi hay dữ chưa, vậy mà bữa giờ không chỉ. À còn cái nữa, cái cọ nước nè, mới mua mới sạc 5 năm trời à, mà nó tiền rồi nè, giờ xử lý làm sao? Tưởng cái gì, đơn giản. Đầu tiên là hãy rửa cọ với vòi nước để cọ ngậm một lượng nước nhất định. Sau đó dùng cục xà bông tắm hoặc là cục Lifebuoy vuốt cây cọ như thế này nè, đến khi nào cọ hết toe là được rồi, sau đó là xài như bình thường thôi. Một cái mẹo vẽ cỏ bằng sáp dầu cực kỳ hay luôn nè, thử liền cùng tôi nha. Bình thường mọi người hay vẽ cỏ bằng sáp dầu là dùng màu vẽ trực tiếp lên tranh như này đúng không? Rõ ràng là cái nét của nó bị to với kiểu nhìn không đẹp á. Ai mà có chút kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm thì sẽ vẽ một lớp sáp dầu rồi dùng bay để vẽ ra các ngọn cỏ như thế này. Nhưng mà có một cái mẹo cực kỳ hay cũng dựa theo phương pháp trên. Trước khi vẽ thì mình sẽ cho một lớp nền bằng màu cỏ trước, rồi sau đó chồng lớp màu tiếp theo lên. Bước cuối cùng là mới dùng bay để tỉa các ngọn cỏ như thế này. Bạn sẽ thấy lớp cỏ hiện ra sẽ có màu và đẹp hơn rất là nhiều luôn. Tìm được cái mẹo này tôi mừng dã man luôn á. Áp dụng liền coi thử sao nghe. Mẹo vẽ tranh vô cùng hay ho luôn. Thử cùng tôi nhé. Khi vẽ tranh, bạn muốn làm mịn gì thì thường sẽ dùng bông gòn đúng không? Nhưng mà để làm mịn một số chi tiết nhỏ thì lại rất khó. Đây, để tôi bày cho nè. Đầu tiên chuẩn bị cho tôi một cái cây gì đó dài dài như thế này nè. Một ít bông gòn và một cọng dây thun. Tiếp tục mình sẽ quấn bông gòn vào một đầu của cái cây dài đó, rồi mình sẽ dùng dây thun quấn nó lại. Nhìn hơi dị dị nhưng mà áp dụng để vẽ lên tranh thì khỏi phải bàn luôn á nha. Mẹo số 2, khi cây dao rọc giấy nó bị cùng không thể cắt được nữa thì thường mình sẽ vứt đi đúng không? Thôi, làm vậy phí lắm. Bạn hãy lấy cái nắp của dao rọc giấy ra như thế này nè, rồi kẹp lưỡi dao vào rãnh của cái đầu vừa tháo, dùng lực nhấn nhẹ xuống là phần dao cùng sẽ gãy mất. Như vậy là có ngay một cái dao mới toanh luôn. Mẹo số 3, bình thường vẽ lông mi bạn toàn vẽ bừa như thế này đúng không? Đừng làm vậy nữa, thử mẹo này nhé. Hãy vẽ khung của lông mi trước bằng các đường gợn sóng như thế này nè. Việc còn lại là chuốt các cọng lông mi theo chiều gợn sóng đã vẽ sẵn là bao đẹp luôn. Chúc bạn thành công nha. Một vài mẹo vẽ tranh để giúp bạn vẽ tốt hơn. Đầu tiên, các bạn vẽ chân dung thường dùng bông gòn để làm mịn da như thế này đúng không nè. Xưa rồi dì ơi, mình mới mày mò ra được một dụng cụ làm mịn da cực kỳ hay ho luôn. Đó là miếng mút trang điểm này nè. Ưu điểm là cực kỳ mịn và rất dễ sử dụng luôn á. Khi mà áp dụng lên tranh thì gần như không để lại vết chì. Bạn nào mà muốn vẽ mịn như mình thì có thể tham khảo cách này nha. Tiếp theo, mấy bạn thường sử dụng dao rọc giấy nhưng mà một thời gian ngắn là đã vứt đi vì nó không còn bén như lúc đầu nữa. Tôi mới học được cách bẻ mũi dao cách đây 3 năm nè. Đầu tiên để phần lưỡi dao và mũi song song như này, rồi kẹp phần dao vào giữa cái đầu cán dao, sau đó dùng lực bẻ nhẹ cái phần khất này đi là chúng ta đã có một lưỡi dao như mới rồi, tha hồ sử dụng đỡ tốn tiền cha mẹ. Cuối cùng, mấy bạn vẽ tóc thường hay phanh thấy cục tẩy như thế này đúng không? Tôi cắt miết giờ nó còn chút ép luôn. Thử đổi qua xài cái bút gôm này nè, rẻ mà lại xài cả đời luôn á. Đặc biệt cái nét của nó lại rất mảnh và cực kỳ dễ sử dụng. Ai vẽ chân dung mà không có cái này thì thật là thiếu sót luôn á. Mấy cái sản phẩm vẽ tranh mà tôi hay dùng nằm ở trong link ở trang cá nhân á, các bạn có thể ghé để tham khảo nha. Bye bye.